xin chào, tôi tên là Nguyễn Tiến Phát, hiện là ủy viên ban chấp hành chi đoàn ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, Tân Biên. Hiện tại tôi đang đứng tại cửa khẩu quốc tế Sa Mát, Tân Biên, Tây Ninh. Khu kinh tế cửa khẩu Sa Mát có tổng diện tích là 34.197 ha, được thành lập theo quyết định số 186/2003, quyết định Thủ tướng ngày 11 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm hai xã Tân Lập và Tân Bình là cửa khẩu quốc tế trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam Campuchia, là cửa ngõ của tỉnh Tây Ninh trong việc phát triển giao lưu thương mại, có vai trò quan trọng trong xây dựng và phát triển kinh tế ở địa phương. Trong chuyến hành trình tìm hiểu truyền thống lịch sử huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Minh Quyền, bí thư chi đoàn ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, xin nhắc đến một địa danh mà khi nghe đến không ai không nhớ, đó là căn cứ Trung ương Cục miền Nam. Căn cứ Trung ương Cục miền Nam nằm cách thành phố Tây Ninh hơn 60 km, thuộc xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, cách biên giới Campuchia khoảng 3 km. Nơi đây là một địa chỉ đỏ, du lịch về nguồn và nổi tiếng về hệ sinh thái rừng. Trong thời kỳ kháng chiến, đây cũng là nơi làm việc của các đồng chí lãnh đạo cách mạng. Địa hình hiểm trở với nhiều khu rừng già, nên nơi đây trở thành nơi trú ẩn và hoạt động an toàn cho lực lượng cách mạng, và được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 1990. Sau hai lần trùng tu tôn tạo vào năm 1994 và 2005, những di tích được khôi phục lại phục vụ khách tham quan. Thông thường, du khách đến đây theo các hoạt động về nguồn vào các ngày nghỉ, dịp lễ. Vì vậy, các bạn hãy đến nơi đây để sống lại không gian một thời của các chiến sĩ cách mạng, thưởng ngoạn đêm trăng giữa rừng già hay bập bùng bên ánh lửa trại thắm tình bạn bè. Chào các bạn, tôi tên là Phan Thanh Hậu, hiện đang là Phó Bí thư Chi đoàn Vườn Quốc gia Lò Gò Sa Mát, xã Tân Bình, huyện Tân Biên. Vườn Quốc gia Lò Gò Sa Mát được thành lập vào tháng 7 năm 2002 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Cách thị xã Tây Ninh khoảng 30 km về phía Tây Bắc, nằm trên địa phận của 4 xã Tân Lập, Tân Bình, Hòa Hiệp và một phần xã Thạnh Tây thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, là nơi chuyển tiếp giữa Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Với diện tích 18.765 hectare được chia thành 3 phân khu, trong đó phân khu bảo vệ nghiêm ngặt là 8.594 hectare, phân khu phục hồi sinh thái là 10.084 hectare và phân khu hành chính dịch vụ 87 hectare, là khu rừng đặc dụng có rừng che phủ chiếm 26% tổng diện tích che phủ rừng tự nhiên của tỉnh. Trong chiến tranh chống Mỹ, Lò Gò Sa Mát là cơ sở của đài phát thanh giải phóng miền Nam Việt Nam, đồng thời cũng là căn cứ cách mạng của quân giải phóng. Bởi vậy, khu vực này còn có ý nghĩa quan trọng về mặt lịch sử. Với vị trí địa lý đặc thù, Vườn Quốc gia Lò Gò Sa Mát có nguồn tài nguyên thiên nhiên và có tiềm năng to lớn để phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái kết hợp với du lịch văn hóa về nguồn. Tôi là Lê Hữu Có, ủy viên ban chấp hành chi đoàn ấp Thành Nam, xã Thành Tây, huyện Tân Biên. Hiện tôi đang đứng tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia huyện Tân Biên, đồi 82 thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia huyện Tân Biên, đồi 82 thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh là nơi yên nghỉ của trên 12.000 liệt sĩ thuộc 63 tỉnh thành trong cả nước đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hàng năm, nhân dịp kỷ niệm ngày 27 tháng 7, ngày Thương binh liệt sĩ, tuổi trẻ cả nước nói chung, tuổi trẻ huyện Tân Biên nói riêng thể hiện lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ bằng nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có hoạt động thắp nến tri ân trên 12.000 ngôi mộ liệt sĩ này. Tôi, một người đoàn viên tự hào, được sinh ra trên mảnh đất quê hương anh hùng. Xin chào các bạn, tôi là Thạch Thảo, bí thư chi đoàn ấp mới xã Tân Phong. Tôi sẽ đưa các bạn đến một địa danh di tích lịch sử của địa phương xã Tân Phong thuộc huyện Tân Biên. Đây là tháp Chóp Mạc, một trong ba ngôi tháp Tiền Ăn Co còn đứng vững trên miền đất Nam Bộ. Được phát hiện vào đầu thế kỷ 20 là một di tích lịch sử văn hóa quốc gia, tọa lạc tại ấp mới xã Tân Phong, huyện Tân Biên, cách quốc lộ 22B khoảng 1,7 km. Tháp Chóp Mạc hiện diện như một người đẹp ẩn mình dưới lớp vỏ thời gian. Đường vào tháp là một đường mòn nông thôn, đi lại rất khó khăn. Năm 2009, công trình nâng cấp đường được khởi công theo dự án đầu tư nâng cấp. Đường vào tháp Chóp Mạc có chiều rộng đường là 6 mét. Mặt đường cấp phối sỏi đỏ dày 20 cm và chiều dài đường khoảng 1,7 km.
Năm 1993, di tích tháp cổ Chóc Mạc đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử văn hóa. Và cho đến nay, di tích tháp Chóc Mạc đã trở thành một trong những điểm du lịch Tây Ninh nổi tiếng, không thể thiếu trong hành trình đến Tây Ninh của du khách. Chào các bạn, tôi là Phan Bảo Xuyên, bí thư chi đoàn ấp Thanh Hòa, xã Bắc Công, huyện Tân Biên. Nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và ngày hoạt động cao điểm chiến sĩ mùa hè xanh, uống nước nhớ nguồn, các chiến sĩ tại mặt trận Mỏ Công, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh chúng tôi đã có buổi tu rửa bia tưởng niệm tại đài tưởng niệm liệt sĩ xã Mỏ Công. Đây là bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để tiêu diệt được 26 tên địch, bắt sống 38 tên, thu giữ nhiều súng đạn, và nơi đây cũng là nơi đánh dấu Tân Biên là huyện đầu tiên sạch bóng quân thù trong kháng chiến chống Mỹ. Thể hiện lòng tri ân đó, hàng năm tuổi trẻ địa phương đã đến đây quét dọn, tu sửa và thắp nhang để tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Mỏ Công, khơi dậy tâm huyết của tuổi trẻ đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ điều gì khi Tổ quốc cần. Xin chào các bạn, tôi tên là Lê Thị Trang, thuộc là phó bí thư của chi đoàn ấp 3 xã Trà Dông, huyện Tân Biên. Hôm nay tôi sẽ dẫn các bạn qua đi tham quan mộ bao lớn Trà Dông, thuộc ấp 3 xã Trà Dông của huyện Tân Biên. Dùng Tây Ninh vào thế kỷ 17 còn hoang vu, người Miên đến đây đầu tiên. Sau người Việt đến, Cao Miên lúc đó còn là thuộc địa của Xiêm. Họ không thích chung chạ với người Việt, do đó họ nổi dậy đánh nhau với người Việt nhiều lần giữa thế kỷ 17. Lúc đó, đền đài của vua Miên là Nặc Ông Chân đóng tại xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, gần ngọn rạch Tây Ninh ngày nay. Dân chúng địa phương quen gọi là Phủ Cũ. Sau nhiều lần đánh, vua Miên đã bị đẩy lui. Huỳnh Công Giảng đã cùng anh em trai là Huỳnh Công Nghệ lập căn cứ Kháng Miên, đóng đồn tại Bến Thứ, gần ngọn rạch Sóc Om, xã Hảo Đước, huyện Châu Thành. Ông chiếm cứ một cánh đồng rộng gọi là Đồn Trà Dông, xã Thái Bình. Tưởng nhớ công ơn của ba anh em nhà họ Huỳnh và các nghĩa binh, nhân dân địa phương lập đền, miếu để thờ ở nhiều nơi và được gọi chung là đền thờ Quan Lớn Trà Dông. Ngôi mộ ông Huỳnh Công Giảng, tức Quan Lớn Trà Dông, được nhân dân chôn cất tại ấp 3 xã Trà Dông, Tân Biên. Chúng tôi là những thành viên đến từ huyện đoàn Tân Biên, một huyện vùng biên giới với biết bao chiến tích lẫy lừng cùng những địa danh lịch sử. Chúng tôi luôn tự hào là đứa con Tân Biên, quê hương anh hùng. Và chúng tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực phấn đấu sẽ giúp chúng tôi chiến thắng trong hội thi này. Tân Biên, mọi bước ta đi, niềm tự hào sức trẻ.